Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn tạm thời về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Ở những địa bàn dịch cấp độ 1, các trường mầm non được đón toàn bộ trẻ đến lớp. Địa bàn có cấp độ khác được nhận trẻ hạn chế theo số tuổi. Theo đó, các cơ sở giáo dục có cấp học trung học phổ thông hoạt động theo cấp độ dịch của thành phố. Các cơ sở giáo dục còn lại hoạt động theo cấp độ dịch của thành phố Thủ Đức hoặc quận huyện nơi trường trú đóng. Cụ thể cấp độ 1 vùng xanh, các trường được dạy trực tiếp, cấp trung học không quá 30 tiết mỗi tuần. Ở vùng dịch cấp độ 2 vùng vàng, các trường cũng được dạy trực tiếp, thời lượng khác nhau tùy từng khối. Tất cả học sinh mầm non trên 25 tháng tuổi được đi học nhưng không được tổ chức các hoạt động ngoài nhà trường. Các trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa được hoạt động tối đa 50% số lượng học viên. Ở vùng cấp độ 3 vùng cam, dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến, truyền hình. Với trường mầm non, tất cả trẻ mẫu giáo 4 tới 6 tuổi được đi học. Ở vùng dịch cấp độ 4 vùng đỏ, tất cả cấp học, bậc học đều học trực tuyến trên truyền hình và giao bài cho học sinh tự học